Mình đang mở shop bán robux chính hãng, các vòng quay robux cực kỳ hấp dẫn với các ạc robux và dịch vụ cày thuê các tựa game đang hot nhất hiện tại. Mình sẽ để link ở phần mô tả và phần bình luận của video. Sẽ rất vui nếu các bạn ghé qua shop ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn rất chi nhiều. Hello, xin chào bạn, mình A Nam, chào mừng các bạn quay lại video mình. Hôm nay tiếp tục với series Noob 2 Pro của Anime Champions Simulator. Và update 6 đã có rồi. Ở đây update 6 có một nhiệm vụ mà chúng ta không thể bỏ qua được. Đấy, các bạn hãy ra đây nhận nhiệm vụ nhá. Chúng ta cùng xem nhiệm vụ là gì nào. Và như vậy chúng ta cần phải tiêu diệt 10k con quái bất kỳ ở map nào cũng được. Các bạn có thể chọn các map các bạn farm nhé. Hiện tại tầm đánh của mình khá là thấp nên mình farm chắc ở trong tầm 2 tiếng mới xong các bạn. 2 tiếng mới đủ hoàn thành nhiệm vụ này. 2 hours later. Mình thì mình chọn là map 2. Thực ra tầm đánh của mình hiện tại thì đánh cùng lúc chỉ được 4 con quái thôi. Và như vậy mình cũng đã hoàn thành nhiệm vụ giết 10k con quái này rồi. Và ở update này chúng ta có code mới nhé. Code các bạn có thể nhập như trên in trên màn hình hoặc các bạn có thể vào phần mô tả để copy. Và bây giờ chúng ta đi gạt cần thôi nào. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong các bạn sẽ được 2 vật phẩm để có thể triệu hồi 2 con robux nhá. Ở đây thì mình trong bộ sưu tập này thì mình mới được 2 con thôi, không biết lần này sẽ ra là con gì tiếp theo đây. Rất là hiện đại ạ. Sau khi gạt cần cái máy nó hoạt động và nó triệu hồi một con code robux không biết từ ở đâu đến các bạn. Rồi chúng ta chờ đoán xem con robux đầu tiên xuất hiện là con gì đây. Wow, con này mình chưa có các bạn ạ. Tụ được. Đấy, đấy, bây giờ mình vẫn mong sưu tập được đủ tất cả con robux thì càng tốt các bạn. Sau đó là ra được con nào trùng nạp thì mình có thể nâng sao được ngon các bạn ạ. À, con tiếp theo nào. Rồi nhân vật tiếp theo, wow, tóc đỏ các bạn ạ. Hình như con tóc đỏ này ở map 3 thì phải. Một tóc đỏ Haki Bá Vương kinh vãi các bạn nào xem vua hải tặc. Wow, chỉ cần rút kiếm như cái Haki phát như phát wifi. Rồi, như vậy chúng ta đã sở hữu được 2 con cốt mic nhờ nhằm nhiệm vụ chúng ta chỉ mất độ 2 tiếng thôi. Các bạn sẽ sở hữu được 2 con cốt mic mới. Và như vậy mình đã hoàn thành nhiệm vụ update lần này. Tiếp tục đi leo tháp để khả năng kiếm được thêm chút kim cương nào đó. Mình sẽ mua thêm một game pass cộng 2 slot mở champion nữa các bạn. Hiện tại mình mới mở được 4 thôi. Hy vọng có thêm được chút kim cương nữa để chúng ta thêm mua được một game pass 50k kim cương. Nhưng khả năng tầng này mình không qua được rồi, khá là yếu các bạn ạ. Mình cũng chưa nâng cấp được một sao con mythical nào, có thể nên 2 sao nữa. Với những ngày đầu thì mình vẫn cố gắng cày là tiết kiệm kim cương để có thể mua thêm game pass. Chúng ta càng có game pass sớm thì chúng ta càng nhanh mạnh thôi các bạn ạ. Và như vậy mình chỉ dừng lại ở tầng 130 thôi và đang có 47k kim cương. Nhưng mà sau đó mình sẽ đi làm nhiệm vụ hàng ngày và nộp tung tất cả những code lên nhập lại thì hóa ra mình đã được thêm 7k kim cương nữa. Khá là ngon. Bây giờ mình sẽ mua thêm cái game pass đó là cộng 2 slot mở champion này. Cái này sẽ có giá là đây, tương đương gần 50k kim cương các bạn. Và như vậy sau ngày đầu tiên mình đầu tư 99 robux thì đến ngày hôm nay thì mình đã sở hữu 6 game pass quan trọng trong game này rồi. Và những game pass đằng sau thì tiếp tục thì mình chắc là mình sẽ ưu tiên Nucky, sau đó đến những cái game pass khác vậy. Chúng ta còn mở này, nhìn 6 cái nhìn nó chất hẳn này. Nhanh hẳn các bạn ạ. Mình đều có mở nhanh và có nhân 2 EXP rồi, khá là ổn. Và mình sẽ đạt thêm mở này thì mình cũng sẽ nhanh đạt cái mốc 100k, mở được 100 champion thôi thì mình sẽ được cộng thêm một slot mở champion nữa, tức là sẽ mở đến lúc được 7 champion. Ván này mình sẽ thử nâng cấp một con mythical lên 2 sao xem nó mạnh không nhá. Hiện tại thì 1 sao là đam là 26m rồi. Không biết nó còn tăng đam nhiều không bạn hay là không tăng đam nhỉ. Để lên 2 sao thì chúng ta cần thêm 2 con giống nhau nữa và thêm 50 mảnh tách từ con mythical khác ra. Ok, mình sẽ nâng cấp luôn nào. Như vậy đã lên 2 sao rồi. Chắc lên 2 sao là mắc rồi, không thể lên 3 sao được nữa. Đam thì vẫn thế sao các bạn ạ? Đâu rồi? Như vậy đam vẫn thế các bạn ạ, không gì thay đổi à? Bạn nào biết mà sau khi lên 2 sao thì nó tăng cái gì hay tăng chỉ số cái gì của con champion này thì comment cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất chi nhiều. Bây giờ mình sẽ thử zone búp cho skin. Hiện tại thì mình chỉ có mỗi thanh kiếm này là xịn nhất các bạn, mình chưa đi ride nhiều. Cái kiếm này thì các bạn biết rồi nên chúng ta sẽ làm nhiệm vụ nhận được. Mình sẽ thử zone nha. Wow, cái này crit cộng 12% này, đam cộng 80% cơ, càng thích nhỉ. Bây giờ mình sẽ thử cho một con trăm vườn sử dụng nhá. Hiện tại con này đam là 26m đi. Mình sẽ nắp skin đến vào cho con 2 sao đấy. Con Mai Thay Cổ 2 sao. Next này. Ok, như vậy thì mình đã gắn skin cho con Mythico đấy rồi. Wow, đam 44m các bạn, cộng 80% thật này. Wow, xịn nhỉ. Như vậy sau này mình có con cốt mic mà đam tầm 500m sẽ được cộng thêm 400m nữa. Wow, xịn thực sự các bạn ạ. Rất ngon, bổ rẻ các bạn. Chỉ với nhiệm vụ các bạn hoàn thành thôi, các bạn đã sở hữu một skin Mythico và thêm một cái búp nữa thì quá là xịn sò luôn. Ok, như vậy sau khi sắm được thêm cái gamepad cộng 2 slot mở champion, hiện tại mình đã đạt được cái mốc mở 100k champion rồi. Và phần thưởng chúng ta sẽ được cộng thêm một slot mở champion nữa. Và để có thêm một slot mở tiếp theo thì các bạn sẽ phải đạt 1 triệu champion. Cũng khá là lâu các bạn ạ, không biết treo bao nhiêu ngày thì chúng ta sẽ mở được 1 triệu đây. Và như vậy thì mình đã mở cùng được một lúc 7 champion rồi. Và bây giờ mình hôm nay đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video mình nha. Các bạn hãy giúp mình một like, một share, nhấn subscribe nha. Các bạn có nhu cầu mua robux hay giá shop ủng hộ mình nha. Các bạn rất nhiều. Bye bye.